Thưa tôn giả xá lợi tử, bốn niệm trụ cũng không phân biệt, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không phân biệt. Thưa tôn giả xá lợi tử, pháp môn giải thoát không cũng không phân biệt, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không phân biệt. Thưa tôn giả xá lợi tử, bậc cực hỷ cũng không phân biệt, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa bậc pháp vân cũng không phân biệt. Thưa tôn giả xá lợi tử, năm loại mắt cũng không phân biệt, sáu phép thần thông cũng không phân biệt. Thưa tôn giả xá lợi tử, mười lực Phật cũng không phân biệt, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng cũng không phân biệt. Thưa tôn giả xá lợi tử, pháp không quên mất cũng không phân biệt, tánh luôn luôn xả cũng không phân biệt thưa tôn giả xá lợi tử trí nhất thiết cũng không phân biệt trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không phân biệt thưa tôn giả xá lợi tử tất cả pháp môn đà la ni cũng không phân biệt tất cả pháp môn tam ma địa cũng không phân biệt thưa tôn giả xá lợi tử quả dự lưu cũng không phân biệt quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác cũng không phân biệt thưa tôn giả xá lợi tử tất cả hạnh đại bồ tát cũng không phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng không phân biệt thưa tôn giả xá lợi tử cảnh giới hữu vi cũng không phân biệt cảnh giới vô vi cũng không phân biệt